Hello tất cả các anh nhé, bây giờ em ăn uh, even cho áp cấp 106 Và xem uh, kiếm lệnh bài bot mới để có gì tối nay uh, giải ngố cho các anh em Em nghe mình uh, được uh, giải ngố tí nha anh em nhé Kiếm cái vũ khí kỹ năng vốn có chơi chơi cái thầy nhỉ Đầu tiên em ăn cái event su à, bạn, uh, even -su à? Uh. Làm vạn các vạn, ờ à Ơ Em ăn các vạn trước nhé các anh nhé, đầu tiên ăn các vạn trước không biết được gì hay không nhưng mà trước tiên là cứ cần kinh nghiệm nữa sao mà tưởng nỗi không ra vật phẩm nữa là thấy mẹ luôn đấy chứ đừng có đùa em quen ăn thành đồ đông thành đồ đông em ăn thấy mướt hơn Ờ, à, mấy chỗ này em ăn em thấy nó cứ, làm sao ấy <laughs> em về thành đồ đông em vã em cứ quen ăn chỗ ông mày đấy ra chỗ mày nháy phát ra luôn một dương mảnh đậu ngựa ghê thật ba la xì bùa sao oh, chả thấy đồ đạc gì thế này ta liệu có có lạnh ngắt không có thể ăn như đi đi, đi ăn chợ đi ăn gỏi này mà không thấy gì ô oh, kìa hai dương hai dương mảnh hiệp cốt luôn ở đùa ở đùa ba dương ở đùa Oh, được có xích thố thôi à Được 3 dương 1.000 uh, Even ca vạn được 3 dương mảnh hiệp cốt 34 bao lắc tống kim một con xịt thố 120 đô tốt băng hội 140 đô cá nhân oh. Bây giờ em vã cái uh, Even Su nhé các thầy nhé Dạ Even Su Even Su thì là cứ 1 triệu rưỡi một cái AD đã tăng tỷ lệ kinh nghiệm lên cho uh, anh em Là một triệu rưỡi đúng không đúng rồi đúng một triệu rưỡi một cái rồi em ăn nhé các thầy nhá một ông sao một mục nhân năm vạn bảo châu mười vạn bảo châu mặt lạ thanh niên bạch hải đường một tinh hồng luôn hãy cho em năm nghìn thủy tinh thủy tinh sao chưa thấy lệnh bài bót ta à ba lệnh bài bót tế công nhé các thầy bài ó Tế công này là bây giờ tỷ lệ có rơi ra là 1 trên 1 trên 10.000 à nó sẽ ra Hoàng kim môn phái như là 0,25 mà 0,5 à 0,05 à nó à? à? sẽ ra đồ kỹ lăng vốn có một cấp có thể ạ kỹ lăng vốn có được chứ một cấp thì chưa ra chưa chắc đã phải kỹ lăng vốn có có thể là hai cấp Okay. Ăn, ăn, ăn kiểu gì vậy ta Ui, đừng bảo được có 5 cái con bot là thấy mẹ em luôn đấy Ui, được có 5 con bot thôi các thầy ơi Được 5 con bot ạ, cay thế nhỉ 100 triệu nữa thôi chứ, cay thật đấy Được một đây em tổng kê thế nào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 thiết la hán này hai tinh hồng này hai tiên thảo lộ đặc biệt này hai thủy tinh này, năm mệnh bài bot này, 95 vạn bảo châu này, 100 triệu kinh nghiệm này, một dương dâm đum. Nhu tình hiệp cốt này, sáu anh anh bạn năm mới này. À đâu 10 thiết lá hán chứ. Được 10 thiết lá hán luôn các thầy. 2 4 6 8 10 thiết lá hán luôn là được một bao thiết lá hán luôn. Bí kíp này, thái cực quen phổ này. 18 sơ đề nữa. Ồ, ừ, nói chung tính ra là nếu mà tính ra thì 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 là cũng cũng không đến nỗi nào đâu các thầy ạ. Tính ra cũng không đến nỗi nào đâu các thầy. Kinh nghiệm được vào khoảng 3 tỷ Max 2 Even này. 3 tỷ Max 2 Even, một dương, dương này bây giờ tỷ lệ rơi ra định quốc lên 50% rồi các thầy. Tỷ lệ rơi ra trang bị định quốc là 50% rồi, ba viên tinh hồng này. 7 dương được 4 dương hiệp cốt mảnh. Một quế hoa tiểu. 120 đua top bang hội và 120 đua top cá nhân. Cũng hợp ý đấy các thầy ạ. Em xin phép được tạm dừng được clip tiếp theo clip ở đây nhé. Hẹn anh em vào những clip ăn ác uh, tiếp theo nha các thầy. Bye bye các thầy.